Cầu thủ Lào duy nhất hiện đang chơi bóng tại Thai League một tự tin sẽ hồi phục 100% để phục vụ đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2020. Tiền vệ tuyển Lào đặt mục tiêu ghi bàn trước trận đấu Việt Nam. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, đội tuyển Lào đã triệu tập 43 cái tên. Họ tập trung từ tháng 9 nhưng cho đến thời điểm này, đội tuyển Lào chỉ có một nửa quân số do nửa còn lại bận thi đấu tại các câu lạc bộ và chỉ có thể hội quân vào cuối tháng 11. Tiền vệ Faoula xảy khổ chia lớn hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Samut Prakan City và sẽ trở về hội quân cùng đội tuyển quốc gia sau khi Thái lịch kết thúc vòng 15 vào ngày 27 tháng 11. Cầu thủ này tự tin sẽ mau chóng hồi phục để giúp đội tuyển quốc gia lào tiến sâu ở AFF Cup 2020. Tôi nghĩ mình sẽ hồi phục 100% để kịp tham dự AFF Cup 2020 phục vụ đội tuyển quốc gia. Tại bảng B, đối tượng Campuchia là một đội bóng cho thấy nhiều sự tiến bộ với phong cách thi đấu rất khác so với trước đây. Họ thực hiện nhiều đường truyền ngắn và nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để ghi bàn trong mọi trận đấu, hướng tới mục tiêu lọt vào trận chung kết, tiền vệ khổ trà lần chia sẻ trên lão E Daily. Ở AFF Cup 2020, đội tuyển Lào Nam ở bảng B, họ sẽ có trận gia quân đối đầu với nhà đương kim vô địch của giải đấu là Việt Nam vào ngày 6 tháng 12. Ở kỳ AFF Cup năm 2018, hai đội cũng đã chạm trán ở trận mở màn. Khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng 3-0. Tại AFF Cup 2018, tuyển Lào thua cả 4 trận vòng bảng, đều nhận 3 bàn thua mỗi trận. Ở 3 trận còn lại, các cầu thủ Lào đều thua 1, 3 trước Malaysia, Myanmar và Campuchia. Trong cuộc đối đầu sắp tới, tuyển Lào khó có thể gây bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam, nhà đường kim vô địch của giải đấu. AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 tại Singapore. Với vị thế dẫn đầu Đông Nam Á, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vương AFF Cup hiện toàn đội đang rèn quân ở vũng tàu trước khi lên đường sang singapore dự giải